một đồng chí trưởng khu bí thư tâm huyết, hết lòng về dân, vì việc chung của nhân dân mà dám nghĩ, dám làm. Mà chúng tôi lúc nào cũng tin và sẽ làm theo tất cả, mà chúng tôi sẽ cùng vận động nhân dân cùng làm theo. Đó là nhận xét của cán bộ đảng viên khu phố dành cho ông Đoàn Xuân Thu, nguyên bí thư chi bộ, nguyên trưởng khu. Xuất ngũ trở về địa phương khi mới 35 tuổi, ông đã được tín nhiệm bầu giữ chức bí thư chi bộ và sau đó đảm nhiệm cả vai trò trưởng khu. Thực hiện chủ trương xây dựng khu phố văn minh, gia đình ông là hộ đầu tiên xung phong hiến đất để mở rộng đường. Sự nhiệt tình trách nhiệm của người đứng đầu khu phố đã khiến nhân dân tin tưởng, yêu mến và đồng lòng ủng hộ. Chỉ 10 ngày, 80 hộ dân đã tự tháo dỡ công trình, vật kiến trúc và hiến gần 800 m2 đất để mở rộng tuyến đường trục chính khu phố dài gần 1 km, rộng 6 m. Ngoài ra, mọi người cũng chung sức xây dựng nhà văn hóa rộng hơn 2.200 m2. Một con người và công việc, lúc nào cũng lo lắng đến công việc kiến thiết cho khu xóm ngày càng văn minh. Và một người làm tốt như đồng chí Thu, tích cực tham gia xây dựng được phong trào như thế này và giữ được cái tình đoàn kết nhân dân như thế này thì không có một lý do gì mà chúng tôi không bầu đồng chí Thu làm bí thư khu trưởng của khu Vĩnh Phú chúng tôi. Khi còn đảm nhiệm vai trò bí thư chi bộ trưởng khu, ông Thu cùng tập thể chi ủy, chi bộ luôn gần gũi, sâu sát đời sống quần chúng nhân dân. Trong đó, thường xuyên vận động, huy động sự chung tay của các tổ chức cá nhân trên địa bàn để chăm lo những hoàn cảnh còn khó khăn và những gia đình chính sách. Qua đó góp phần tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Có lẽ là cũng không tìm được đâu một cái tâm huyết của một khu trưởng như thế này. Chăm sóc không phải một nhà bà, mà nói chung là trong cái tổ chính sách ấy, là quan tâm hết. Các anh ấy là bà lo cho dân, từng ni từng tí một. Phải nói là cái sự quan tâm của mình không thể quên được. Do sức khỏe và điều kiện gia đình, từ nhiệm kỳ này, ông Đoàn Xuân Thu không còn đảm nhiệm bí thư chi bộ, trưởng khu. Nhưng ông vẫn luôn có mặt ở các công việc của khu dân cư với vai trò trách nhiệm của một người đảng viên gương mẫu, tích cực và luôn cống hiến hết mình vì nhân dân. Từ tình cảm dành của các đồng chí đảng viên của nhân dân thì tôi thấy mình phải có trách nhiệm, bởi vì mình sinh ra và lớn lên ở đây. Trong lúc khu phố Vĩnh Phú này là một trong những khu rất khó khăn của thị trấn Mạo Khê lúc bấy giờ. Khi tôi làm, tôi nghĩ là mình phải làm thế nào để thay đổi được cái bộ mặt của khu Vĩnh Phú. Thì tôi phát huy cái tinh thần trách nhiệm của một đảng viên. Cái thứ hai là phát huy cái bản chất của anh bộ đội cụ Hồ. Cái thứ ba là nêu gương như Bác Hồ nói đấy, thương binh tàn thì không phế. Đoàn Xuân Thu đã thể hiện tốt cái vai trò là người đứng đầu cấp ủy chi bộ, là trung tâm đoàn kết trong chi bộ để tạo cái sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Và cái quá trình lãnh đạo chỉ đạo thì đồng chí Đoàn Xuân Thu cũng đã cùng với tập thể chi ủy, chi bộ để xây dựng nghị quyết sát đúng. Và một cái yếu tố hết sức quan trọng đó là cái xây dựng cái uy tín cá nhân của đồng chí bí thư chi bộ. Khó có thể biết được 30 năm qua đã có bao nhiêu bước chân của ông Đoàn Xuân Thu ghi dấu trên các tuyến đường, bao nhiêu công việc của khu dân cư đã được ông tổ chức thực hiện thành công. Chỉ biết rằng sự nỗ lực, tận tâm, trách nhiệm của một người đảng viên như ông đã để lại tình cảm, sự kính trọng rất lớn trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đó cũng là điều mà ông Đoàn Xuân Thu trân quý nhất.